Ê. Một tiếng khoan thật chiêu đưa ta vào với lòng đất. Anh hàng xóm kích địch view. Bố cho mày nghe luôn này. Tao cho mày nghe luôn. Càng to và càng chất. Tao cho mày nghe luôn nhá, sư tử hống luôn. Mày nghe đây. Ủa này tiếng, ôi này tiếng. Hết rồi, tiếng khoan này chui quá này. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. À hết rồi. À lại tiếp. Đấy. Hey. Khoan mình là cái gì nào? Nghe đây, nghe đây. Khoan mình là cái gì nào? Má mày, tao phải nghe mày. Bà quên. Xe này xe lốc bít bà đâu bỏ ra được đâu. Khoan bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ khoan. Khoan bắt đầu từ gió và gió và gió bắt đầu từ khoan. Hey. Đi ổn á. Xuống mua lopic nha mọi người. Xuống mua lopic nha. Anh có lopic nhưng mà không có hộp dụng cụ nâng cao nha. Có nhà mọi người. Mình không cần để một đeo nha. Đã đủ long nha chưa? Bây giờ cứ đủ, bây giờ không nhá, đủ bây giờ đâu, chắc chắn cứ xuống chỗ mua lopic. Để em test cái long nhà xem có đủ không. Ai chưa có găng tay trên đường đi mặc găng tay luôn nhá. 7 cảnh sát đòn nha. Không tính sợ quát là 7 cảnh sát đòn. Ok, thế không đủ rồi. Thôi thì mua lopic thôi. Rồi ôi. Bây giờ mình đi là đi kẹt đồng hồ hay là đi đâu nhà vậy? Em nói kẹt đồng hồ đó. Chờ tí bên hiếu đổ xăng với cả mua mặt cửa căng tay nữa. Ai cần mua lopic nữa không? Ai cần mua mua kìa mọi người ơi. Mua đây em đủ rồi. Làm luôn đi mọi người, làm ở khu nào đây? Đây, đang ở chỗ lopic này, làm chỗ lopic luôn này. Cho tôi xếp xăng đi xếp. Làm luôn đồ cảnh sát chắc thấy không? Mọi người đi qua làm đi, mọi người đi qua làm đi. Đợi bọn em đổ xăng á. Get down. Lên ra rồi, lần đầu donate anh trai trước anh trai live VV. Hiếu đi qua mua cái hộp dụng cụ nâng cao đem. Cảm ơn bạn không có tiền nhá, nhiều. Ai mà stress quá thì có bánh đấy ăn luôn. Nào từ từ. Địt mẹ. Đấy. Em chưa dừng má, kìa. Sao mày đéo dừng ở trên này? Bưởi châu Phi đó. Rồi đây, dê dê lại xíu, đúng rồi, đuôi rồi. Tí nữa đi. Vô luôn nha, vô luôn được nha. Được chưa, em đếm nha. Vào luôn đây. Không, 3, không, 2, 1, vô. Đó là mượt. Đời, đừng nhìn lâu nữa anh chuột ơi. Đuôi. Đây, tao phải làm từ từ đợi người ta đến nữa chứ. Lấy hai cái để vô luôn cứ làm gì nữa. Mẹ cái chỗ này nó có mỗi khe bé tí này. Mất mẹ cái lockpick nữa chứ cày thế. Để chúng ta đồn cả sát mọi người ơi. Mất mẹ cái lockpick nữa chứ cày quá ngon. Ôi trời ơi. Tài xế bên anh ổn không đấy? Tài xế bên anh ổn không đấy? Mẹ cái thằng NPC này nữa. Nó nè quá. Trông nó hốp lắm. Đấy, mọi người thấy gì chưa? Sếp anh gì đấy, sếp gì đấy, tụi đơn gì đấy. Anh sếp qua đây làm 3 em kìa. Làm chung một cây luôn anh Hiếu ơi, làm chung một cây luôn. Đợi đi, đợi cooldown chứ. Chưa cooldown. Get down. Anh Hiếu nút xí, rút xí anh Hiếu ơi. MM chào anh Quang Mập, anh stream vui vẻ nhé. Em váy hồng nha. Anh chào em nhá. Baby. Còn 10 phút tàn dụng. Tàn dụng mọi người ơi. Alo. Vỗ vào cái mông anh đi. Tới rồi. Vỗ mông anh đi. Alo. Quên nhiệm vụ chính. Nào chứ đi. Dạ nè. 3, 2, 1. Dạ thôi. Bê bê tiếng yêu ơi. Chưa được mà. Chưa được. Ui dồi ôi. Hiểu mất hai cửa rồi.
Đi 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 đi. Quá phương hắn đi em Phương. Gãy mẹ hai lần rồi. Nghe mẹ mày cày tết nhở. Không hiểu à. Xong rồi. Đi chung. Không phải xong, không phải xong. Hai xe lỡ. Tắt hai đường đi đi. Tắt hai đường. Cảnh sát nó đang đuổi theo anh nhanh cậu ơi. Đã đuổi em rồi, không đuổi anh nữa rồi. Ờ, bên hai đường đây rồi, xe bên Hiếu bị được rồi nhá. Hiếu được thì bên Tốn cứ làm việc tiếp đi. Mình làm luôn đi. Kìa, trước mặt kìa, đuổi trước mặt kìa. Thôi. Qua rồi. Cái cứ bẻ chị còn sớm mà. Đéo được cái bánh nào này. Ai được bánh chưa? Có ai được bánh chưa? Chưa. Có bánh không? Không anh ơi. Kiên tốt này. Ủa mẹ, lục hai cái đồng hồ mà đéo có bánh. Tí lục thêm cái nữa. Anh Hiếu có ổn không anh ơi? Đây em ổn. Vẫn đang chạy đây à? Phát rồi. Đấy. Mưa nhá, bắt đầu sắp sửa có phó bạn rồi đấy. Mày, đừng đâm vào những cái xe như này nữa, nó bị hỏng xe. Trời mưa xe bởi em không có cảnh sát thì mày chạy chậm thôi, mày chạy nhanh làm gì? Đúng rồi. Từ từ thôi. Cứ đi từ từ bình tĩnh thôi, ai cũng bắt đuổi mày đâu mà mày phải vội. Em, xuống làm cái đi, để em xin ra mặt. Mọi người đang đâu rồi? Mọi em đang ở gần cây lơ rồi. Ở đâu em nói lại đi. Gần cây lơ ạ. Gần cây lơ 681 anh ơi. Chờ thêm kia cỡ là vừa ấy mọi người. Ôi lan luôn rồi Tú. Em chưa. Đấy mẹ rồi. Sao toàn cái khe không hả anh ơi? Cứ bẻ đi mọi người, cứ bẻ đi, mình còn nhiều thời gian mà. Hiếu lên chưa anh Hiếu ơi? Khe bé vãi đái luôn đấy thề. Đang mò lên đây. Khe bé vãi đái luôn đấy. Đang lên quần khó đi lớn. Nóng giận mất khôn hãy mua cho mình một hộp khô gà của Mixi Food xóa tan căng thẳng mệt. Đúng. Cảnh sát. Em à? Mình vào viện đi. Thì mình qua car dealer mình làm tiếp. Đóng cái cửa. Làm gần gara cũng được. Đóng được cửa rồi đấy. Cái cửa nó cứ mở ra. Làm mặt tăng thì đi, làm cái cây tăng đi. Cái chắc kèo. Cứ dừng lại đóng lên. Trái sau. Đấy, cứ đợi mà. Cái chắc. Ai của mình thế nhỉ? Mưa thì... May thôi, giờ mà dễ, đỡ thì trơn. Thôi xài bài của mình. Cảnh sát đi. Xài bài nào đấy, bài nào được, hiệu quả là được. Bài nào mà ít tổn hại thì xe nhất nhá. Bay thôi mà đâm, quảng xạ cho băng. Cái bài này hôm nay em vừa test được một thêm quả đẹp lắm anh ạ. Cái nào mà đeo kính đen thế nhở? Nghe đáng mong chờ nhở, Danny hay sao ấy. Giống Danny lắm. Bấm cơ đi mọi người ơi. Phải bay, phải đâm hay đâm á. Anh bấm trước rồi em. Bài đéo gì đấy? Bài đấy á? Không cái lộn à? Mẹ làm fail mà không đúng không? Mày làm fail mày bảo không đúng không? Đánh cái Kiều ơi, sắp tới giờ rồi Kiều ơi. Bình xăng thôi mà. Thank you.
lái được nhỉ? Tao biết lý do là tại sao này nó bị phạt tù sáng nay một tiếng nữa. Lâu lắm, sáu mươi năm à? Đổi thì đổi được đấy, bây giờ chỉ cần xuống đưa chìa khóa, ai dính chìa khóa thì người ấy lái thôi. Các bạn lên xe đi tiếp. Ờ, bây giờ cứ cho anh em đổi chìa khóa nhờ, xong rồi hết xui nhờ. Hết xui, thằng nào trúng thằng ấy lên bên lái. Bên kia mọi người ổn không đấy? Ừ, đang chẳng hay. Hai xe. Bất ổn rồi. Đến giờ rồi, tách nửa nửa không? Nhạc lên rồi, lo đeo ơi. Có bánh rồi. Chiêu quá, chiêu quá, chiêu quá. Bắn rồi. Anh chờ xét anh ăn luôn đi. Mày làm vòng đấy hơi lâu đấy, lòi lè. Từ xếp ơi, em đang nhớ đường xếp ơi. Đó là một cái trộm mà nhớ đường đó. Oh my god. Anh em thông cảm nhá, hiệu ứng hình ảnh nhá. Hiệu ứng luôn. Hiệu ứng âm thanh thôi mà, tiếng động cơ của cái xe này nó thế. Trời, có phải chơi xe điện đụng không anh trai? Từ thôi. Khói rồi. Thôi xong. Anh ơi. Thôi việc thằng nào thằng ấy chạy. Kìa đéo chạy à? Anh ở cái ngất ở trên kia rồi. Hay. Anh cảnh sát gạt giò tôi nhưng mà bị ngã. Chạy được chưa? Anh em chạy được chưa? Cảnh sát đuổi tao rồi, lên! Tôi thắng mượn cái xe. Ra đâu? Hỗ trợ các bạn nhỏ đây nè. Này là thất bại. Sếp bắn trượt. Mẹ sếp ơi, em đi sếp. Sao? Tới này, anh chuột ơi. Ra nè, ghế bên nào?
ghế này luôn. Dừng lại đường khoan hồng. Dừng lại đường khoan hồng. Trời ơi, cái xe nó ráp ở đây. Mẹ chưa? Mưa hết. Bây giờ hát về tham nữa nha, chỉ có chờ việc chạy thôi nha, không có được làm nữa. Ok. Chạy thôi, rồi giờ làm gì nữa? Lần này chạy từ trong ta anh đến đâu làm gì nữa? Dừng lại đi, để đường khoan hồng. Đây. Mẹ hả? Là sẽ bị khoan cắt phải không? Ôi, đặc sắp hay đó. Sắp đi lắm này. Ơi. Đó. Em trao xe thằng nổi le đúng phế luôn. Mua ca bóng xếp ơi. Mua sữa không? Mệt quá hả? Anh lớn tuổi, anh về nghỉ đi anh chồng ơi. Lề làm ôm vợ con đi anh ơi. Dừng lại đi, đừng chạy nữa. Cả ngày hôm nay tôi nghe tiếng khoan quá nhiều rồi, tôi không muốn nghe tiếng khoan nữa đâu. Dừng lại đi, đừng khoan không mà. Tôi không muốn khoan nữa. Đi về giải quyết cái vụ cháy nhà tối đi. Đấy, không quả đấy, rồi lên. Lên anh Trọc ơi. Chẳng lật rồi. Vẫn được nhá. Ôi chán rồi, hết đi tham rồi. Bỏ đúng không? Ok. Và. Xe luôn rồi. Cất xe, hoặc là anh cất xe ra hai cũng được. Không, sửa xe luôn đi, xong rồi tí vào có xe mới luôn. Ok. Thôi thầy ơi, thô bạo quá thầy ơi. Anh yếu quá. Ôi dồi ôi, đây rồi, giả này không thấy nha. Bữa giờ em dính làm nhạc quá. Quá sát. Ôi dồi ôi, phải dính chứ. Kiểm tra lục nhỉ. Lấy xe đạp đi. Ôi, bác sĩ Duy Khiêm đang tới là chuyên nghiệp phá lòn. Thế. Ủa, phải anh quay ông trên đó, phải anh quay ông trên đó luôn kìa. Sao anh chết vậy? Đèn quá luôn. Chết thật không? Cần đi đâu mà. Cái sáng đi là chị chết. Đó, xạo diễn xuất nữa rồi. Chết rồi. Chết rồi. Sao chết được? Trả lời. Làm gì chết? Bác sĩ tới rồi. Ủa, làm gì mà chết? Đây đem phục vụ anh. Khiêm ơi, thằng Khiêm. Hay giờ ở đấy là làm cái bệnh viện này hợp lý này. Đúng rồi, ngất nó phải như này. Đó, nó rõ ràng là ngất nhá, ngất. Nó rõ ràng là ngất đấy, nó ghi rõ ở đây là ngất luôn. Ok. Giờ lấy sách người ta như nước vậy. Trời ơi. Rồi. Nó ghi rõ là ngất luôn. Anh trai ơi. Nếu mà bây giờ mà em cứu anh á thì là anh sẽ nằm 10 phút, mà nó bị động đất á, thì anh phải nằm lại 10 phút nữa. Thì bây giờ là cho anh quyết định nha. Một là anh nằm ở đây xong rồi đợi động đất xong em vô cứu, là nằm 10 phút. Hai là giờ cứu thì hòa xui cái là sắp động đất mà là lát anh vô lại là anh phải nằm thêm 10 phút nữa. Thôi vậy là anh chọn động đất xong vô cứu đúng không? Nếu mà anh chọn động đất xong vô cứu thì ok. À vậy cứu luôn đúng không? Cứu luôn là ok đúng không? Cứu luôn thì ok giùm em. Ok. Lắm bấm giờ đi anh. Đếm đi, đếm từ 1 đến 600. Nó hiện ở đây này, không phải đếm. À thế à?
Ôi bây giờ hiện đại vãi đái, vừa nãy ngất nhá, có hiện lên luôn là bác sĩ Duy Khiêm đang tới. Mà nghe thấy bác sĩ Duy Khiêm đang tới là ta đã thấy sợ sợ rồi. Tại sao? Thì bác hôm trước mày đã lỡ gọi là... Thôi Khiêm ơi. Thôi. Này nè anh trai. Trời ơi. Dịch vụ đặc biệt hả? Ôi giàu ơi. Đối với người ta thì em thu tiền, chứ đối với anh thì em miễn phí. Đó. Đây thì em mới sợ chứ, mình không yêu cầu mà không. Trời ơi. Mất đam mê rồi. Còn một cái dịch vụ nữa đó là ban đêm bư chan hát cho anh nghe đó. Đúng rồi. Xíu để em gọi cho nè. Thôi. Banda Buchan, hình như giờ chưa có vô. À, chưa vô. Hên để tối anh, đi. Để em xui cho anh đấy. Anh hơi xui đó. Banda, trời ơi. Đêm qua, tối qua là mọi người ai hết này cũng được nghe Banda hát. Lạy chúa. Ơ, bao trận có làm điều dưỡng không? Còn không, anh ơi. Làm bao nhiêu ngày? Hình như 3 ngày á. À, hình như là lúc hôm nay hay mà lúc ngày mai. Em làm bao nhiêu lâu? Em hả? Ừ, hay em làm ở đây luôn, thích rồi. Em là... ở đây mà. Đó là nghiện luôn rồi anh ạ. Thích rồi. Em là cầm đầu cái dịch vụ ngầm trong đây. Ôi, ôi, Khiêm ơi. Xin người. Mẹ mày đấy, cái vấn đề là bây giờ sợ vào bệnh viện lắm, không sợ chết, mà sợ thằng Khiêm này. Ồ. Lò Lê ơi. Tiếp đi Lò Lê ơi. Tuy sơn đi Lòi Lê ơi. Anh ơi cứu em với. Chúng có hành hạ em này. Anh hôm kia cũng bị cái này em bảo. Nhưng mà bác sĩ nói đúng, đây là cách duy nhất mà chữa được cái bệnh của em. Anh mới bị hôm kia. Em chưa sếp ơi. Tí sao phải nằm thêm 10 phút nữa. Lát hết ca của em rồi để em thay cái đồng phục của em. Đồng phục làm việc. Thôi em làm với, lên đi anh, mình pho sơm luôn. Đạt ơi, thông tin sâu lên. Thôi, anh khôi chưa anh người yêu anh. Đau gì hết okay. Anh Hiếu ơi, lên luôn anh Hiếu ơi. Không, mình anh khỏe rồi, anh khỏe rồi. Điều trị, điều trị thôi, anh yêu đi. Nè, là chỉ có ngộp chết. Thôi, tha tao, thằng Phát bập mẹ. Ê, Tiến ơi, em có bao giờ nghĩ em lên thành phố để em có thể xem được mấy cảnh này bây giờ chưa? Kể là lúc em trước khi lên thành phố, nhưng em nghĩ dưới quê mọi người nghĩ là mẹ lên thành phố, đây là những cái cảnh mà mình thấy. Ấy chết rồi, em chưa có xúc miệng, hồi nãy lỡ phục vụ anh cảnh sát mà chưa xúc miệng rồi. Trời ơi. Hồi nãy em lỡ ngập mờ em nuốt luôn. Chết lắm luôn đó, anh chết là chết như bây giờ luôn đó. Anh nói không sao rồi đâu. Ôi giời ơi, 10 phút chứ. Nó xuống cằn cổ em rồi anh ơi. Nó xuống cổ em rồi. Em ơi, dùng chiêu bóng lạnh đi em ơi, chiêu bóng lạnh đi. Anh thích bóng lạnh đi, con cắt được. Bóng lạnh đi, bóng lạnh đi. Đừng. Bóng lạnh đi. Lò Lê ơi, Lò Lê. Em nghe. Ngất rồi không được dùng điện thoại. Ôi anh tỉnh rồi à? Không được dùng điện thoại anh. Em dùng nằm trên bệnh viện, em không được dùng nằm trên giường, không được dùng điện thoại. Chết, mẹ rồi, ông tàn hình luôn rồi. Alo, alo. Ủa ông ấy nghe đây mà. Anh ơi, em đây mà. Thấy mà. Nghe em... nghe không? Em để Mỹ đâu ơi, em... chết, à, ngất, điều trị không được dùng điện thoại à? Vâng anh. Trời ơi, thì cái màn hình đo nhịp tim ở giường bệnh bên kia em có thể mở demo show cho anh xem được không? Vẫn thấy nhưng mà không thấy ông đâu. Em vẫn nằm trên đây nhưng mà không thấy chỗ nào. Ơi, Khiêm ơi. Sao đây, anh muốn giải trí thì xem em nhảy này. Khiêm ơi. Trời ơi, cố ý mặc váy ngắn cho anh xem rồi. Thôi rồi ôi. Nó tới rồi anh ơi. Trời ơi, đây là bộ đồ phục vụ. Nó tới rồi. Tí em nhớ tiếp nha Quang, cái này thật sự người ta cố hết sức cho em ở đó. Cái này anh thấy chưa, thấy bệnh viện làm nhiệt tình như này thôi. Anh Phương ơi. Anh trời thấy cái này không anh Phương? Hả? À, thấy phải phục vụ nhiệt tình chưa? Trời ơi, nhiệt tình chưa? Hấp dẫn đây rồi, phải lên trên đây nè. Đây mới đang sợ thôi, Hiếu ơi, còn có giọng ca nữa. Ôi trời ơi. Trời ơi. Giọng ca này nghỉ ngơi rồi anh ơi. Ô anh ơi, em vào hát bù được không ạ? Ờ, thế được luôn, được luôn. Đây nha. Vô hát thì ngay kế bên tai luôn nha, Lòi Lê, cho Quang nghe rõ. Kế bên tai luôn. Vâng. Kế bên tai, đầu đằng cứng này, qua bên đây đi, hát cho Quang nghe lộ xe rõ. Rồi, hát gì hát đi. Dạ vâng, em đứng cái này.
Chuẩn bị vô nha, cân nhắc đi, bài gì, bài gì, bài gì. Gọi đò ạ, gọi đò ạ. Ok, gọi đò, ok, ok. Tới luôn đi anh ơi, hát đi anh ơi. Mẹ mày, hát cho nhau nghe là còn có thằng mẹ mày bú cu nữa này. Trời ơi, cái này tao blow chop, bị chơi. Blood, đúng không? Ok, ok. Blood, blood. Mọi người nghe nhạc chưa? Ơi. Rồi, nghe rồi anh ơi. Lớn anh ơi. Cái đầu em nó nhịp theo nhạc luôn nè. Mình phải qua làm một. Gọi đỏ ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đỏ. Bên kia sông về, người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò, để con đò buồn thiêu quạnh bến quê, chẳng còn ai nhớ mong quen về. Vô, vô. Ngày đi, em đưa tôi qua đò thiêu, em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương. Hey. Hey, ba năm xa quê hương này lại về, sắc son cầu thề mà người xưa bỏ bến theo chồng. Hey 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 hey, đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều, cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng ngò ai nghe buồn thiêu, thiêu thiêu thiêu, mãi đi xa quê hương, mãi đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu. Thiệt tha hôm nào bình mà nhá. Giờ đây như nước qua cầu, qua cầu, qua cầu, yeah. Rồi xong rồi anh ạ. Xong rồi anh yeah. Mai mới được có 4 phút quá. Vậy. Đếp anh ơi, đếp anh ơi. Ngồi mai mới được có 4 phút vậy. Đừng bỏ em anh Hiếu ơi. Em đâu có 2 bài nữa, anh này mới tin. Có phút cũng vừa có hoa cũng chịu đi. Anh nói chẳng với em luôn nha. Lò Lê hát đúng một cái bài để em vay mất 3.000 view rồi nha. Anh không được rồi. Giờ em bút anh vì lớp của anh mệt mỗi bài 2.000 cái này anh chịu không? Ây dạ chơi thứ luôn này. Sếp thấy sao sếp? Sao là sao? Bên họ bút em thêm một bài 2.000 sếp ạ. Đúng mà. Đấy tùy mày, tiền của cuộc sống của mày mà mày lựa chọn, mày hát đi. Bây giờ em hát cho sếp nha. Hát đi, hát đi, hát đi hết. Còn 5 phút nữa hát đi, nhanh. Thơm quá, okay, 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 thơm quá. Bây giờ Lòi Lè rap được không? Rap tiếng Anh được không? Rap đi, rap đi. Ôi trời ơi, được luôn. Ôi trời ơi, bà tủ em nha. Ok nha, bà tủ luôn nha. Đợi xíu em lên làm tư thế 69 cái. Cuộc đời của chúng ta nó sẽ có rất là nhiều những cái gã dễ, gã dễ. Và có rất là nhiều những cái lối đi. Nhưng mà anh Hiếu okay, á, anh chọn sai đường rồi đấy. Đó, anh làm gì đâu. Ờ, mọi người nghe biết chưa? Rồi. Nghe rồi. Và yeah, you know the team, rất chính xác là sao sai. Một điều ta học được là không có gì là mãi. Tao coi mày là anh em nhưng mày đã cùng tao hai. Nhưng một khi mày mất dạy thì tao không biết mày là ai. Motherfucker không quen. Tao không quen. Ây à, dạ, quên lyric, mọi người. Em xin lỗi ạ. Để em xem lại được không ạ? Được luôn. Ờ, cho em xem lại con lyric cái. Nghe cái bài với cái beat hơi sai. Anh đang cố gắng lắm để ngồi đây với em hôm qua. Cố lên anh ơi. Cố lắm rồi. Anh Hiếu ơi. Sao? Em nhớ mùi anh quá. Thôi. Nhớ mùi anh hay nhớ bùi anh? Nào. Thôi. Anh đi. Quán anh chịu được vô đó thôi. Chào em nhá. Ôi. Trời ơi. Anh không quen. Nhớ cứ khi mời. Anh không làm gì đâu. Anh thề à? Hả? À đâu, đó là cái gì? Bài đấy là bài gì? Cái beat đấy là beat gì nhỉ? Em chăm Quang kỹ cho anh nhá, Quang đang cố gắng hết sức rồi. À anh không thề gì đâu, anh làm chăm chứ. Chăm kỹ cho đó. Anh. Ok. Là cái gì? Tội nghiệp Quang. Ôi chết mẹ. Làm gì em bác ơi. Lại nè mọi người ơi. Lên anh ơi. Cái beat đấy. Cái beat nó cũng vậy vậy. Em liếm đít là phát, làm gì đấy? Yeah you know the team, rất chi tên là sao sai. Một điều ta học được là không có gì là mãi. Tao coi mày là anh em nếu như mày đã cục tao hai nhưng mà kim ở. Ờ hay quá. Mặt lát. Yeah, mày gãy thế nhở.
Này anh ơi, lần nào luôn đi anh thấy rồi. Bài là nè, là nè. Anh không thể gì đâu, anh không quen này. Nằm đi anh Phát ơi, đem truy sớm nào. Yeah, you know the team, rất đi tên là sao sai. Đi tao học được là không có gì là mãi mãi. Tao coi mày là anh em nếu như mày đã cùng tao hai. Nhưng một khi mày mất dạy thì tao không biết mày là ai. Motherfucker không quen. Tao không yo. Quen. Đừng nói chuyện thân thiện như vậy với tao, tao không quen. Cũng đừng nói chuyện đằng sau lưng của tao như vậy, tao không quen. Ông càng hỏi thằng này là ai, tao chỉ nói tao không quen. Cái đi. Dạ. À, luôn mất biến rồi mọi người ạ. Thôi. À, luôn ấy. Ca sĩ biểu diễn thì biết nó cứ tắt thế này thì biểu diễn kiểu gì? Hay không biết luôn. Thế chứ. Không hiểu luôn. Không biết cho nó. Ừ, nãy giờ chưa chọn bài hát đàng hoàng ấy. Ốc gì vậy, ấu gì vậy, ấu gì vậy. Mà có hát được không? Để em xem nào, con biết xem nó lát chưa anh ạ. Có hát được không, để em còn bắt đầu nữa. Chặt nhịp hết rồi. Nãy giờ cứ đưa vô đưa ra hoài. Rồi đưa theo con biết cho nó. Hả? Còn bao nhiêu giây đấy? 113 giây. Thoải mái. Nhẹ, khiêm. Mắc vào sợi lông rồi, khiêm. Nhẹ. Rồi ôi. Giờ qua anh Phát cái, để xe xe đầu tiên anh Phát rồi. Ui da, mạng lag quá mọi người, thôi thông cảm nha, để lần sau nha. Thôi, no biết đi, no biết đi, no biết đi. Không biết á? Ok nha, ok nha. Bây giờ anh Quang bắt nhịp cho em Phát. Tao nói tao team đã phát được cái sao sai 2 3. Dạ chú nhau the team đó là xem là sao sai. Một điều tao học được là không có gì là mãi mãi. Tao coi mày là anh em nếu như mày đã cùng tao hai. Nhưng một khi mày mất dạy thì tao không biết mày là ai. Motherfucker không quen. Tao không quen. Đừng nói chuyện thân thiện như vậy với tao, tao không quen. Cũng đừng nói chuyện đằng sau lưng của tao như vậy, tao không quen. Ông càng hỏi thằng này là ai, tao chỉ nói tao không quen. Ai là Nguyễn Vũ Sơn hả? Tao không quen. Ai là Candy Nguyễn hả? Tao không quen. Xem anh là thằng nào hả? Tao không quen. Tao còn không biết tao là ai. What the fuck, không quen. Nếu có gặp mặt tốt nhất thì mày đừng có đưa tay ra bắt. Mày tưởng hip hop là một lâu đài, mày bỏ công xe ra chắc. Chứ riêng mày bỏ cái người anh em của mày quay ra phát. Hip hop mày cũng nhớ nhận được mấy thằng quay ra nắc. Tao không quen. Thật sự tao không quen. Mày có mấy đứa mày có thể với tao này thì không quen. Mày muốn trải nghiệm ngoài đời, mày muốn hip hop đường phố, mày trải nghiệm âm nhạc tôi bắt ở đâu? Hay là từ Google? What the fuck, không quen. Rồi sáng rồi anh ạ. Nó xuống. Được. Phát phở lâu à, phát phở lâu à. Hát xong nó xuống kèn cổ em luôn rồi. Nha, thế thắng lương sau thì bữa sau cho anh này chứ. Thắng lương sau thì dùng cái thắng lương đấy để nâng cấp gói mạng của nhà gia đình lên nhá. Rồi cha tấn luôn cái bệnh viện. Rồi cha tấn luôn cái bệnh viện. Đây rồi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year. Gặp mờ mềm rồi. Đầu tiên dậy là phải đóng hóa đơn đã không quên này. Được không anh? Chớ rồi, gặp mờ mềm rồi. Chăm sóc bên em được không anh? Uầy, tốt quá nhưng mà khi mà nó bảo nó phục vụ anh nó không lấy tiền đâu nhá. Thôi nhá, anh hết nghèo quá rồi. Thì bên em không lấy tiền. Bên em là phục vụ bệnh nhân mà. Bên em còn bút thêm tiền gọi là tiền hát cho bên đây mà. Quá tuyệt vời luôn. Thế thì phải vote cho bệnh viện 5 sao mới được.